Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm nay lễ hội KT của đồng bào Chăm Bình Thuận tại di tích tháp Chăm Bô Sa Nư sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 10 tới đây. Lễ hội KT năm nay sẽ có phần lễ và phần hội hấp dẫn. Mở đầu lễ hội là lễ cúng cầu an tại tháp chính. Lễ chính gồm nghi thức lễ phục, kiệu rước, nghinh thỉnh và rước y trang nữ thần Bô Sa Nư từ sân lễ lên tháp chính. Tiếp theo là các nghi lễ mở cửa tháp, lễ tắm bệ thờ Lingazuni, lễ mặc trang phục và đại lễ KT. Xen kẽ các nghi thức lễ là một chuỗi chương trình hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Các nghệ nhân Chăm sẽ tranh tài tại cuộc thi trưng bày và trang trí lễ vật để dâng cúng nữ thần. Vào buổi tối, tại sân khấu chính sẽ có chương trình giao lưu văn nghệ với các tiết mục ca múa, biểu diễn nhạc cụ truyền thống và giới thiệu trang phục dân tộc Chăm. Trong suốt lễ hội còn liên tục diễn ra các hoạt động như giao lưu văn nghệ, giới thiệu ẩm thực, biểu diễn nghề dệt, làm gốm truyền thống cùng các trò chơi dân gian vui nhộn. Ngoài ra, theo kế hoạch từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 10, Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm, huyện Bắc Bình sẽ tổ chức hội thi nắng bánh gừng và hòa tấu nhạc cụ Chăm nhằm chào mừng lễ hội KT và tạo thêm nhiều hoạt động phong phú phục vụ du khách trong dịp lễ hội sắp đến.